Xin kính chào quý vị và các bạn. Đăng Mạnh rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tập đoàn Hòa Phát 9 tháng xuất khẩu trên 1 triệu tấn thép. Doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi cách nghĩ, cách làm để phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp mình. Ngành thuế triển khai chương trình hóa đơn may mắn và những lưu ý cho cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng. Tiếp đó là phóng sự Công ty cổ phần Thuận Đức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng cho sản xuất tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Và sau đây là nội dung chi tiết. Vượt qua khó khăn do giá cả đi xuống, biến động từ thị trường thế giới, sản lượng sản xuất và xuất khẩu thép của Tập đoàn Hòa Phát vẫn có những tín hiệu tốt. Tại tỉnh Hưng Yên, Tập đoàn Hòa Phát có nhiều nhà máy đang sản xuất đa dạng các sản phẩm về thép các loại, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất chung của tập đoàn. Qua 9 tháng đầu năm 2022, Hòa Phát sản xuất được hơn 6 triệu tấn thép, trong đó thép xây dựng chiếm 3,4 triệu tấn, tăng 24% so với cùng kỳ. 9 tháng cũng ghi nhận dấu mốc về xuất khẩu thép của tập đoàn vượt trên 1 triệu tấn, tương đương với lượng xuất khẩu cả năm 2021. Hiện nay, Tập đoàn Hòa Phát đang xuất khẩu thép sang 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, kết quả điều tra tại nước Mỹ vào năm 2000 cho thấy tài sản trí tuệ hay còn gọi là tài sản vô hình có giá trị gấp hơn 2 lần tài sản hữu hình của doanh nghiệp. Vậy tài sản trí tuệ là gì? Doanh nghiệp cần làm gì để phát triển tài sản trí tuệ? Chia sẻ ngay sau đây của thạc sĩ, chuyên gia Hoàng Lan Phương, giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ giúp mỗi doanh nghiệp trả lời câu hỏi trên. Tài sản trí tuệ của doanh nghiệp thì có rất nhiều, có thể kể đến đó là nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và bí mật kinh doanh. Và tất cả những cái tài sản vô hình của doanh nghiệp nó tạo nên cái thương hiệu của doanh nghiệp. Và hiện tại thì ví dụ như là Apple ấy, là cái công ty mà có thương hiệu giá trị nhất trên thế giới trong vòng 10 năm liền, từ 2012 cho đến 2022 thì có giá trị là 355 tỷ đô. Và tất cả những cái giá trị đấy chủ yếu là trên 90% là tự tạo ra từ cái tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Cho nên là cái việc mà vấn đề mà chúng ta phải quản lý và phát triển tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp rất là quan trọng. Và để phát triển được cái tài sản trí tuệ thì trước hết là chúng ta cần phải đăng ký bảo hộ những cái tài sản trí tuệ của chúng ta để chúng ta có thể trở thành chủ sở hữu một cách hợp pháp, được nhà nước bảo hộ. Sau khi đăng ký thì chúng ta sẽ có thể kiểm soát chất lượng hàng hóa hoặc là có thể dùng các cái biện pháp như là truyền thông, marketing, rồi làm các cái bộ nhận diện thương hiệu để có thể phát triển những cái tài sản trí tuệ của chúng ta đến những cái khách hàng, những cái người tiêu dùng. Và sau đó thì chúng ta khai thác được những cái giá trị thương mại của những cái tài sản trí tuệ đó. Thực tế ở Việt Nam, việc đăng ký và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Điều này được thể hiện rõ nhất giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước đang đầu tư hoạt động sản xuất tại Hưng Yên. Tại khu công nghiệp Thăng Long 2, nơi 100% dự án và đầu tư đều của doanh nghiệp nước ngoài, việc phát triển tài sản trí tuệ được từng doanh nghiệp hết sức chú trọng. Để bảo vệ, xây dựng thương hiệu cho mình, các doanh nghiệp đều áp dụng từ những điều tưởng như đơn giản, đó là truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Mọi sản phẩm, dù sản xuất tại Việt Nam, nhưng khi xuất khẩu đi các nước trên thế giới, người tiêu dùng đều có thể tra cứu biết được ngay giờ xuất xứ sản xuất của sản phẩm. Điều này hoàn toàn ngược lại với đa số doanh nghiệp trong nước ở thời điểm hiện tại. Thực ra thì với các cái công ty ở Việt Nam thì những cái về truy xuất nguồn gốc nó chưa được quan tâm và chú trọng một cách đúng mức. Tài sản của một doanh nghiệp thường gồm 3 phần, một là tài sản tiền vốn, hai là tài sản hữu hình như nhà xưởng, trang thiết bị, nguồn nhân lực. Ba là tài sản vô hình. Tài sản vô hình chủ yếu là tài sản trí tuệ, là danh tiếng, là thương hiệu của doanh nghiệp. Giá trị của tài sản trí tuệ lại không dễ nhìn thấy và là thứ hàng hóa rất dễ bị chiếm đoạt, đánh cắp hoặc sao chép. Vì vậy, việc bảo vệ tài sản trí tuệ hiện nay phải được quan tâm nhiều hơn, như là đối với các doanh nghiệp tiềm năng là yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Rõ ràng, qua những thông tin trên, mỗi doanh nghiệp Việt cần phải thay đổi và chú trọng hơn nữa trong việc xây dựng, phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp mình. Chúng ta tin tưởng rằng Việt Nam sẽ có nhiều doanh nghiệp có giá trị tài sản trí tuệ lớn trong thời gian tới. Nhờ đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời hội viên, thời gian qua, Hội Doanh nghiệp huyện Văn Giang đã thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia vào hội. Hội Doanh nghiệp huyện Văn Giang hiện có trên 50 hội viên, tăng gần 20 doanh nghiệp hội viên so với thời điểm tổ chức đại hội vào đầu năm. Sau đại hội, tổ chức hội được kiện toàn lại, nâng cao hiệu quả hoạt động. Doanh nghiệp như công ty cũng đã có đề xuất khó khăn về cái công tác về hoạt động, cũng như là ví dụ như là vay nguồn vốn, thế rồi là hỗ trợ đất đai hoặc là đi lại trên những vị vực giao thông, thì chúng tôi cũng đã nắm bắt và đề xuất với các lãnh đạo để làm sao mà sớm có những cái tiếp cận
để trả lời xứng đáng với các đồng chí trong lãnh đạo của doanh nghiệp cũng như là một số công ty thì anh em cũng đều thấy phấn khởi. Hội Doanh nghiệp huyện Văn Giang là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang có hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp tích cực tham gia vào Hội Doanh nghiệp cấp huyện và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là cơ sở để xây dựng cộng đồng doanh nghiệp đất nhãn mạnh hơn, tăng cường hợp tác cùng phát triển cùng có lợi. Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại 0363 089 089 và hòm thư điện tử của chương trình tại địa chỉ đồnghanhcungdoanhnghiephungyen@gmail.com, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến, câu hỏi của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân về các lĩnh vực thu hút đầu tư, thuế, hải quan, đất đai. Doanh nghiệp hỏi, hiện nay ngành thuế đang triển khai chương trình hóa đơn may mắn, lợi ích của việc này như thế nào? Sau đây là nội dung trả lời của bà Nguyễn Thị Loan, kiểm tra viên thuế, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên. Thông qua cái chương trình hóa đơn may mắn trúng thưởng đã khuyến khích người tiêu dùng hình thành cái thói quen tiêu dùng văn minh, đó là mua hàng là phải lấy hóa đơn. Cái việc mua hàng, lấy và lưu giữ hóa đơn sẽ giúp người tiêu dùng có cơ hội trúng những cái giải thưởng có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng. Thông qua đó thì sẽ tuyên truyền khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của luật quản lý thuế, vừa đem lại được cái lợi ích cho người tiêu dùng, vừa giúp kiểm soát doanh thu, việc hạch toán doanh thu của các doanh nghiệp, qua đó thì sẽ nâng cao cái hiệu quả công tác hiện đại hóa, số hóa trong quản lý thuế của ngành thuế ạ. Tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên thì sau khi nhận được cái công văn 3199 của Tổng Cục Thuế về việc triển khai hóa đơn điện tử, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã tiến hành xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ triển khai và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí địa lý thuận lợi, giáp thủ đô Hà Nội, gần cảng biển, sân bay và các đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ được kết nối liên hoàn, thuận lợi cho chuyên chở hàng hóa, nên nhiều doanh nghiệp sau khi vào Hưng Yên đầu tư đã không ngừng mở rộng về quy mô sản xuất, là minh chứng cho thấy sự tin tưởng của doanh nghiệp, đánh giá cao môi trường đầu tư và xác định gắn bó lâu dài tại Hưng Yên. Đây là khu nhà xưởng đang xây dựng với diện tích sàn hơn 23.000 m² được công ty cổ phần Thuận Đức nằm trong khu công nghiệp Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ cho kịp đi vào hoạt động vào đầu năm 2023. Hiện nay còn một số cái hạng mục phụ trợ chúng tôi đang cố gắng là hoàn thành vào năm 2023. Từ một nhà máy ban đầu khi mới đi vào hoạt động vào năm 2007, đến nay công ty đã mở rộng ra 5 nhà máy tại huyện Kim Động và một dự án đang hoàn thiện thủ tục pháp lý với tổng quy mô diện tích hơn 10 hectare. Trải qua 15 năm kể từ khi đi vào hoạt động, công ty cổ phần Thuận Đức đã nhiều lần tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất tại Hưng Yên với tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng. Chúng tôi đang đầu tư mở rộng nhà xưởng tại nhà máy số 4 và sau khi hoàn thành thì chúng tôi sẽ đưa quy mô cán bộ công nhân viên, đấy là từ 1.700 lên đến 2.200. Thuận Đức trở thành một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất tỉnh Hưng Yên về lĩnh vực sản xuất bao bì, nhựa PP, túi sách siêu thị, vải PP không dệt và bao bì jumbo. Nhiều công nghệ mới đang được doanh nghiệp đầu tư để đón đầu, phù hợp với các quy định hiệp định về lĩnh vực sản xuất bao bì mà Việt Nam tham gia. Toàn bộ các cái sản phẩm sẽ hướng đến sản phẩm thân thiện môi trường. Vì suốt trong quá trình từ khi xây dựng thì đến vừa rồi chúng tôi đã đạt được cái chứng chỉ là công bố về tái chế toàn cầu. Nên các sản phẩm của chúng tôi hiện nay là sẽ được dán tắt là tái chế. Doanh thu đến giữa tháng 10 năm 2022 vượt cả năm 2021 hơn 200 tỷ đồng, đạt 2.700 tỷ đồng. Phấn đấu doanh thu cả năm đạt 3.000 tỷ đồng. Sản phẩm tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu sang các nước Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu. Thời lượng của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp đến đây là hết. Quý doanh nghiệp có những thông tin cần phản ánh trong chương trình cùng những câu hỏi cần sự trả lời, giải đáp của cơ quan chuyên môn, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, hòm thư điện tử của chương trình tại địa chỉ email đồnghanhcungdoanhnghiephungyen@gmail.com hoặc gửi thư về địa chỉ chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.